được nhà đại đoàn kết nhà nước cấp nó. Chứ nứt nước cái nhà nứt quá ở không. Xin chào mọi người nha. Hiện tại bây giờ thì anh em tập trung dọn hoa dọn hành ra nha mọi người. Em làm xe từ hồi 2 giờ sáng tới giờ mà dọn mới tới đây á. Ở ngay bệnh viện Bến Cát mình á. Cái này để đâu đây mà đi số đi ngược cho bến tượng ấy, quẹo đi ra đường quốc lộ 13 và đi quẹo trái. Chạy xuống khoảng 4-5 cây ra tới bệnh viện Bến Cát. Vô trong ấp mới để hỏi thằng đầu mới này ai cũng biết hết. Tại vì cái trong xóm có một thằng mới đâu có nhiều thằng mới. Này chắc là chưa tháo cái nóc ra nó vậy á. Bởi vì nó cứng như lắm, đầu mình chạy titan nên lại cái gì nóc chứ. Này titan. Ông bác sĩ kẹo kia là cái đầu mà nhìn cứng lắm, tông cho tường bể từ cái đầu mình không bể được cái suối bể. Tao cứ tường cái tốt này thì chờ gãy nuôi ông nữa hả? Bông nó ra màu mọi người. Dạ, ra màu à. Nửa triệu. Dạ, là thêm một sợi nữa. Cái này quýnh đời ra được 7 triệu rồi, đừng có nhận quýnh đời. Nó giỡn, ai đâu đi lấy tiền từ thiện như giờ quýnh đời. Dạ, cảm ơn anh nha. Đấy, kêu tiền cho nó về vấn đề thấy không được hay không chấp nhận được. Vậy là mặt mát 100 tờn mà cái gấp em phải đi hả? Chưa tính là bị giật là mất vốn. Mấy 100 tờn lời đứng cao. À, tấm này thì không phải nằm đây. Chúng tôi nếu sửa lại ha. Dục bớt, ôi là không dọn vậy, dục bớt. Dọn vậy chứ không dục bớt. Bà thứ gì, thường bị tao bắt không á. Ở đây đợi ăn cơm trưa, thấy ăn chay ngon quá. Nhà mẹ ăn chay trường. Nhờ chở đi con trai ăn mới về, mới có sức đạp giờ chứ giờ đói đâu. Để giờ ra tiệm ăn ở bán cơm thường không đâu bán đâu bán con trai đâu. Gom chục bớt không nữa không nổi rồi. Cái gom đồ bông ở đây, cái gom dùng quá. Thứ này bị quýnh gần hết rồi, sao còn sống hả? Cái cây này sao vậy đó? Chừng đó hay là chừng nhỏ đó? Chắc cái chừng nhỏ nó có tộc kê. Cái này là làm miếng nè, không biết làm miếng cầm ấy để vậy nè. Làm hết. Hả? Qua lấy cái chân lên, qua dùm anh. Cái hạt, chân này để không phải.
Ở đây mọi người. Ấy da. Sáng mình là tiêu chọn mình lại có bên biết ha. Qua mình làm hết ha. Lúc em gọi là công nhân trồng cây ở trong công viên với tên đâu có chuyện đòi ngựa đi làm công nhân trong khu công nghiệp không bị chuyện ngựa vô trồng cây xanh xong về khỏe không. Nói sao vậy thì bốn con này thêm con người với con trâu nữa là con thứ năm á. Ý đó cậu năm là con thứ năm á. Này ắt mưa rồi, cánh gà còn kỹ mẹ kêu trời ơi người ta bôi bát ổng với ổng làm gì lúa dữ vậy ông cờ ông Dũng lên ông là ông có lúa dữ vậy cái kịch bản sao là diễn vậy chứ sao với lại cậu hát là yêu quá Bạc Liêu hay chứ bộ nó đăng YouTube quá trời luôn á biết hát không biết hát tôi yêu cô gái Bạc Liêu á trời biết hát không hôm qua không có phụ có thuộc bài nào anh mấy bài của cậu Nam không có thuộc và không có thuộc này mấy bài cậu Nam dài với giọng cậu Nam nó bắt chước được đâu em giọng hoa giọng bông nãy giờ mọi người ơi ủa mấy cái dây đỏ đỏ nó đi đâu rồi ta cái này không phải đây đây phải lắc mọi người thông cảm nha mọi người ơi đây Ngọc Nhi đang Ngọc Nhi 3290 hả 3290 đang làm hoa nha mọi người ha cắt hoa rồi nè rồi vào xem kênh Ngọc Nhi nha. Đây. Wow. Mình còn làm gì nữa không ta?
Điều. Giờ đâu có tưới cây nữa, mưa mà tưới hoa vậy? Đừng có tưới trên trên mộ nữa nha. Tưới trên mộ nữa nha. Dạ, đừng có tưới trên mộ. Thôi em coi thấy nó có con rắn khủng vô, anh em không bu động nấu cháo hành nấu cháo. Trời ơi. Trời. Nấu cháo đường xanh này. Ông không này mà. Chú là không có được đập cũng vậy hết. Không có được sát sinh. Không được sát sinh lên. Ít con ác không? Chắc anh đang nói vui chứ. Chắc anh đang nói vui á. Không. Ủa là mấy anh em mà ship cái xong gì đó hả? Ship vậy đỡ vậy đi, vậy chung nêu vô không chửi lại. Không YouTube coi thấy cậu để, là cậu chữ là đúng. Nói gì đâu mà lúc mà cộng 5. Giờ xoay quay một vòng nữa nghe ông bà cô chú anh chị các bạn. Với một vòng nữa sẽ kết thúc cái video buổi sáng nay tại đây ông bà cô chú anh chị các bạn, là toàn cảnh buổi sáng sớm nay, sáng sớm bình minh ngày mới ngày 22 tháng 5 đó. Thì buổi sáng nay thì đến sớm cùng anh em dọn hoa dọn bông dọn hình ra. À, tình cờ gặp một anh cũng rất là tội nghiệp và cũng rất là dễ thương, anh chia sẻ à. Và rồi hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị các bạn vào cái video kế tiếp của em. Mọi người xem cho em xin một like, một đăng ký kênh, cảm ơn mọi người rất là nhiều.